Nay quý Phật tử về chùa tụng thời kinh với quý thầy có vui không? Dạ, từ hồi quý thầy qua sáng tối hai thời kinh buổi sáng cô rất là hoan hỷ luôn. Dạ, có mấy em ở đây ở chùa cả tuần lễ với sư cô rồi biết đó, có các em nhỏ cũng vậy đến chùa mà có tăng thân ha, ăn cơm có canh tu hành có bạn mà mình được tụng kinh hai thời với quý thầy nó hoan hỷ vô cùng. Dạ, đạo tràng mình cũng biết thưa với quý bà con Phật tử online luôn là bây giờ thì mình đã mua được đất để làm đạo tràng để xây chùa ở thành phố Pachu, thì trừ trên Seoul xuống thì cũng khoảng 30 phút thôi. Giờ thì mọi việc nó còn rất là ngổn ngang, Phật đản tới rồi mà nhà mình vẫn còn chưa làm xong cái sân, cái rào, nói chung là nhìn không giống cái chùa luôn. Nhưng mà quý thầy qua thì cô cảm thấy rất là yên tâm. Hôm nay sư cô với quý thầy về theo đúng cái lịch trình ở đây thì ở trên Seoul, cái quý Phật tử vẫn về chùa công quả bình thường. Đặc biệt là tuần sau là mình gấp rút công quả, trồng cây, trồng cối rồi làm hàng rào để treo cờ, treo đèn mừng Phật đản. Cho nên thông qua cái buổi học ngày hôm nay, cô cũng thưa với bà con Phật tử gần xa, tuần sau cuối tuần thứ bảy chủ nhật mà anh chị em nào mà có thể về công quả được thì về. Thật ra là từ ngày mai là xe xúc xe cát người ta về rồi, có các anh chị em làm đêm người ta cũng về chùa nhiều lắm. Cho nên ví dụ cuối tuần mà mình bận thì trong tuần mình làm đêm, ban ngày mình rảnh thì mình cứ ghé về chùa bất cứ lúc nào ha. Ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục giảng tới cái bài kinh Trung Bộ, giảng tiếp tục về cái sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, đặc biệt nêu lên cái đức hạnh của Đức Phật như nào để chúng ta thấy một lần nữa chúng ta đang có một cái vị thầy, một vị cha lành, một vị bổn sư tôn kính đến mức độ nào và cái giá trị của người con Phật như thế nào. Bởi vậy mỗi một người quy y có pháp danh được làm con Phật chính thức, cô hết sức là chúc mừng tận trong tâm mình. Vì đó là mình gieo một cái chủng tử rất tuyệt vời trong nguyên một cái phần đoạn sanh tử cuộc đời mình. Mình đến với cuộc đời này như là một cái trạm xe, phải không? Từ Seoul cô về đây có rất là nhiều trạm dừng chân. Mỗi cái trạm dừng chân đó như là một cái khúc ngoặt cuộc đời của mình. Mình mang cái thân này một mét mấy cỡ này, thân hình như vậy với trình độ nhận thức như vậy, chỉ là một phần đoạn sanh tử trong suốt một cái đêm trường sanh tử mà không có lối ra của mình. Vậy thì trong cái phần đoạn nhỏ đó mà mình gieo được một cái nhân duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo, có phải rất là tuyệt vời và may mắn cho đời này của mình không? Lỡ đời sau kiếp khác mình biết mình có còn mang thân người nữa không? Đúng không? Mình biết mình có sanh ra được nơi có Phật giáo không? Hay mình sanh ra ở cái nơi nào mà ôm bom tự sát kinh dị, đúng không ạ? Đó, khổ lắm. Hoặc là thờ đầu voi, mình chuột con chó gì rồi mình nhìn mình thấy rất là thương ha. Thương lắm. Rồi, cho nên 3 tuổi là bà nội và mẹ cho con quy y đi chùa rồi. Đúng rồi, cô cũng được mẹ bế cái bụng bầu đi chùa, cho nên lớn lên là đi nước ngoài là không có nhớ tiếng ru của mẹ mà nhớ tiếng chuông chùa là cô đi nè. Đó, cho nên cô rất là biết ơn mẹ cô. Ngày xưa mẹ cô cũng biết đường tu tập gì nhiều đâu, thả cô đến chùa rồi mẹ tụng kinh với mẹ cũng không quan tâm đâu. Cô nhỏ vậy, 5-6 tuổi có biết tụng kinh không? Không, cũng bò lăn bò lóc, thầy tụng chú Đại Bi là cô ngủ ngon, thầy tụng xong bon một cái là cô cục cầm cái xôi cô ăn thôi chứ. Đó, ký ức về tuổi thơ của cô về chùa là thứ nhất là được ăn, thứ hai là được nghe hát, thứ ba là được ngủ ngon. Hễ thầy gõ chuông là cô ngủ à, rất là ngủ ngon luôn. Nên hồi nãy thầy gõ chuông mà quý vị không ngủ, thậm chí em gì Chin Úc đây nè, con bé người Hàn không nghe được tiếng Việt mà lại thiệt là cô thấy cái chủng tử đẹp gì đâu. Ngày xưa cỡ đó thầy tụng tiếng Việt cô nghe được hết chứ cô ngủ không chứ cô có biết gì. Cho nên là này ha, cái đó là chúc cái sự hôm nay là nhân cái mùa xuân thì có rất là nhiều cái niềm vui trong cái mùa xuân mới. Mùa xuân là khởi đầu của năm mới, khởi đầu của hy vọng. Cô hy biết là quý Phật tử bà con qua đây lấy chồng lao động hay du học đều có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có chia sẻ được với ai, thấy cười vui vậy đó nhưng mà sâu trong ánh mắt vẫn có những cái nỗi buồn rất là nhiều, vẫn có những cái bất như ý trong cuộc sống. Cô hiểu chứ, tại vì cô cũng là du học sinh qua đây, cũng có những cái chông chênh, cũng có những cái mong muốn vun đắp mái ấm gia đình mình, cũng có những lúc lao đi kiếm tiền, cũng có những lúc thất bại, thất chí, cũng có những lúc đau ốm, bệnh tật, bế tắc, cô đơn, mệt mỏi với cuộc sống. Cho nên những cái bước chân mà cô đã trải qua, thành ra bây giờ nhìn các bạn, các anh, các chị, các em
thương vô cùng. Mỗi một con người đến với sư cô đều có một cái gì đó rất là không có tâm sự được với ai, không nói được với ai. Nhìn từng người rất là thương. Chính vì thương như vậy cô làm như thế nào giờ? Chẳng lẽ ôm chị vào lòng một cái, hoặc là chị ơi làm gì giờ? Làm sao mà sức cô nhỏ, tay cô ngắn, không thể mà bao hết cho tất cả bà con đồng bào mình ở đây? Bằng cách là cô chỉ sao? Ráng tu. Tại vì mình tu mình mới có cái nội lực, mới có cái sự vững chãi, mới có cái sự định tâm. Thì khi các anh chị ở ngoài cuộc đời có rất là nhiều cái phong ba, những cái sóng gió, thì có một cái nơi nương tựa tìm về, có sư cô tìm về, biết là về với sư cô, với quý thầy là những người thương mình, không ai ác tâm như mình, không ai gây khổ đau cho mình. À, đó là cái nơi nương tựa mà cô như là một cái vòng tay. Tại vì trên có Phật đúng không? Thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Trên có Phật, có thầy tổ, có huynh đệ, dưới có bạn đạo, thì muốn đem một cái tình thương đó, một cái bình an đó đến với quý vị. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài kinh Trung Bộ lần trước mà cô giảng tới 10 lực của Đức Phật ha. Hôm nay có thêm 4 vô ý của Đức Phật. Vị nào mà chưa nghe bài trước thì nghe lại bài Đại Kinh Sư Tử Hống ha. Hôm trước cô đã gửi tài liệu vô Zoom rồi, cho nên phần này cô không có gửi lại và cô giảng tiếp tục. Vị nào mà nghe nghe tiếp được thì nghe, nghe mà thấy phần nào mà chưa khó hiểu, chưa có dễ hiểu vì nó liên hệ đến cái phần trước, thì mình nghe lại cái clip của tuần trước được không ạ? Lần trước là mình đã đăng lên rồi. Lần trước cô giảng đến cái lực, cái trí, cái Đức Phật có 10 lực, có ai nhớ không? 10 cái danh hiệu Phật là khác rồi ha. Có 10 lực là cái trí đầu tiên, là thấy rõ cái tương quan nhân quả, biết được cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Bữa trước cái này cô giảng rất kỹ rồi phải không? Bởi vậy Đức Phật biết người này có thể chứng đắc, người này có thể có nhân duyên với Tam Bảo, biết rất là rõ. Thứ hai là trí biết nghiệp báo trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghĩa là Đức Phật biết cái nhân của tất cả quả trong ba đời. Đức Phật biết tại sao nó có cái kết quả này. Đức Phật biết gieo cái hạt giống này thì nó sẽ có được cái kết quả như nào. Ngài biết rất rõ ràng nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai. Chỗ này cô nhắc quý Phật tử một chút xíu. Hiện giờ trên mạng cũng có rất là nhiều người thuyết pháp giảng kinh, cũng không phải là tu sĩ mà cư sĩ tại gia cũng đăng đàn thuyết pháp rất nhiều. Chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc mà tiếp nhận cái nguồn thông tin. Tại vì nhân quả là một trong những cái đề tài mà Đức Phật khuyên phàm phu mình không nên bình luận đến. Tại sao? Trí mình chưa tới. À, chúng ta mà đi tiếp về cái đề tài này khi trí mình chưa tới thì mình có thể sao ạ? Hóa điên luôn. Tại mình không hiểu rõ được. Hoặc mình có thể diễn giải sai. Hiểu ý không ạ? Cho nên cái này phải hết sức cẩn trọng. Mình đừng có đổ thừa cho quá khứ, chắc kiếp trước tôi nợ nó. Chắc kiếp trước dạy à, mình đừng đổ thừa một cách mà vô căn cứ. Tại vì sao? Phàm phu mình không hiểu rõ được nhân quả ba thời mà mình phán bừa, rất dễ rơi vào tà kiến. Chỉ có trí lực của Đức Phật mới có thể biết rõ trọn vẹn cái nhân cái quả thôi. Nên mình nhìn một hình hiện tượng thì sao? Cô nói rồi, đừng đánh giá đúng không? Đừng phản ứng đúng không? Chỉ lặng nhìn mà không nói năng. Mình biết nó là như vậy nhưng mình đâu biết cái nhân duyên như nào đâu, phải không nè? Giống như bữa trước cô có kể trong cái chuyện kinh Pháp Cú đó, có một cái cô tiểu thư nhà giàu, xinh ơi là xinh, giàu ơi là giàu, ông trưởng giả giàu tới độ nứt đố đổ vách, nhưng mà cô này có một cái nghiệp gì không biết, xinh như vậy, giàu như vậy, xuất thân quyền quý như vậy, có ăn có học như vậy, nhưng không thể nào kiếm được một tấm chồng luôn. Người chồng môn đăng hộ đối đi không nói, người chồng có tiền có bạc đi không nói, không ai ở được với cô này hết, tới mức độ mà ông trưởng giả tới cuối cùng rồi kêu một cái thằng ăn mày ngoài đường, nghĩa là không cùng giai cấp đó. Ấn Độ ngày xưa người ta rất coi trọng giai cấp nha. Nhưng mà ông trưởng giả này kêu ức ơ một cái thằng ăn mày mà khố rách áo ôm, chỉ có một cây gậy đi ăn xin với một cái nón lá rách để đi ăn xin thôi. Ông kêu mày đưa cây gậy với cái nón lá lại đây, về đây gả con gái cho, giao hết gia tài cho luôn đó. Người ngoài mình nghĩ sao? Chuột sa hủ nếp đúng không? Vừa lấy được tiểu thư con nhà giàu, vừa làm gia chủ của một cái tài sản rất lớn, mà anh này ở với cô này đâu không được năm bữa nửa tháng là lên thưa với ông trưởng giả trả con cây gậy con đi ăn mày. Ông hỏi sao vậy con? Thôi con không ở được nữa đâu. Nói cái nghiệp cô này sao như vậy? Cho mình nhìn vậy mình thấy anh ăn mày dốt không? Không, anh mà ăn mày này có phước không biết hưởng đúng không? À, nhưng mà mình đâu có biết được tiền nghiệp sau này. Đức Phật nói đó, cô này trong quá khứ là sao? Là một công tử nhà giàu ăn chơi rất là trác tán, cho nên nó là ghẹo nguyệt, treo hoa, làm lỡ dở đời con gái người ta 7-8 người con gái như vậy, rồi không cưới để cho người ta tức tưởi, có người phải tự vận mà chết ở cái độ tuổi thanh xuân như thế. Cho nên cái nghiệp trở lại cô, cái anh vương tử nhà giàu ăn chơi trác tán đó trở thành một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng không thể nào có nổi một tấm chồng đàng hoàng như ý luôn. Không ai thương mình luôn. Đó.
Trời, mình đâu có thấy được cái nhân quả mà mình cứ phán bừa ở ngay cái phần đoạn này. Trời ơi, bởi vì cái số mày ăn mày suốt kiếp, mày có phước không biết hưởng, vân vân. Mình cứ chỉ trích cái anh ăn mày, nhưng mình đâu biết được cái nhân duyên nghiệp quả của cái cô kia đã gây như nào, phải không nè? Vậy cho nên cô nói lúc nào cũng phải, hôm qua đi thăm cái chùa Hòa Thượng trộm vía chứ thiệt á. Sống trên đời này người giàu sang chắc cái người nghèo khó, quý vị. Bước vô cái chùa nhà người ta thôi mà bé Phật tử cô cứ nói, cô ơi, con thấy tội cô ghê đó. À, thứ ba, trí lực của Đức Phật là gì ạ? Biết con đường đưa đến các cái cảnh giới. Cái cảnh giới là sao? Cái quy trình tái sanh của cái con người và các loài động vật, Đức Phật biết rất rõ. Tức là Ngài sao? Ngài không chỉ biết về quá khứ của mình, Ngài cũng biết về quá khứ của các loài con người và các loài chúng sanh khác. Vậy cho nên bữa cô có nói là mình đừng có coi thường con chó, con mèo vậy đó. Có nhiều con chó mà nó thừa hưởng gì? Thừa hưởng gia tài triệu đô, đúng không? Có những con chó nó ở trong gia đình tỷ phú xong rồi không có con cái gì, con chó nó thừa hưởng gia tài triệu đô luôn đó. Cho nên sao? Cái phước của con chó đó là lỡ một cái duyên gì đó, ai biết nó làm cái nghiệp gì, cho nên kiếp này nó mang lông đội sừng thôi. Nhưng mà cái phước của nó là phước chư thiên, mà hết cái kiếp này là nó trả hết cái báo thân kiếp chó này, nó lên trời thì sao? Mình đừng khi dễ con chó luôn, cho nên đừng ăn chó. Nói chung là chó là bạn, không phải thức ăn. Đừng ăn chó, đừng ăn mèo. Không phải cô nói để cô chọc cười quý vị, mà cô nói thiệt, thiệt. Ai biết được lỡ trong một cái kiếp nào đó nó gieo một cái nhân không tốt, ví dụ nó dám nói bậy một cái vị thánh tăng hoặc vị đức độ nào là chó hoặc là mèo, thì kiếp này nó phải trả cái nghiệp đó, mình không biết được. Nhưng mà hết cái kiếp này có khi nó cái phước nó hơn mình á. Còn mình làm ăn sao, kiếp này mình làm người nha, mình có thể ăn thịt nó, nhưng mà mình không biết đường tu, kiếp sau nó lên trời còn mình xuống dưới đó. Vậy cho nên đối với các loài động vật, mình cũng không có tùy như cái kiểu mà nó là đẻ ra để cung cấp thực phẩm cho mình, không có con nào sanh ra nói ê tôi làm thịt cho bà nè, lỡ đây làm thịt tôi ăn đi. Không, con mèo hay con chó hay con heo, trước khi con bò hay con ếch mình cắt cổ nó cũng chắp tay nó lại mình nữa, không có con nào muốn làm đồ ăn cho mình hết á. Cho nên vì nuôi thân mạng mình phải ăn nó. Thậm chí có con mũi nào sanh ra nó cũng muốn sống, nó mới đi hút máu mình, đúng không? Mà vì tao tao phải đập mày, vì mày tao phải đập mày, đập tao, mình giết nó, mình cũng tự đánh mình. Nhưng mà mình biết được là không có con nào nó muốn đi làm thức ăn cho mình đâu. Cho nên là mình đừng có tùy tiện sát hại hoặc là cầm nuôi nhốt. Cô cũng hay khuyên Phật tử đó, mình biết đạo rồi thôi, mình đừng có nuôi nhốt cái con gì hết, con cá con chim mà nó muốn bay muốn lội kệ nó, cho mình đừng có gieo cái nghiệp nuôi giết làm chi. Rồi mình cũng đâu muốn bị ai giam cầm đâu, đúng không? Giam cầm ở đây là không phải bị bắt giam vô ngục mới bị giam cầm đâu quý vị. Thật ra mình gặp một cái người bạn, người yêu hoặc người bạn đời mà không có lý tưởng, không có tâm lý đi, rồi ép buộc mình đi đâu cũng coi điện thoại của mình, check tin nhắn của mình, rồi đi đâu hỏi mấy giờ về, rồi gặp ai cũng gọi điện, rồi thậm chí là sáng có nhiều chị vợ nữa ủi cái áo nào là anh chồng phải bận đúng cái áo đó, bận áo khác là không được với tôi nữa. Đó, cái đó cũng là một hình thái giam cầm vậy. Còn có những anh chồng tự nhiên mua cái này là bắt vợ phải ăn cái này. Ở trong đạo tràng này có một đứa ngồi trước mặt vợ mang bầu bị nghén không ăn được thịt bò, mà chồng cứ muốn vợ ăn thịt bò cho có sức, nhỏ ăn xong đi ra ngoài ói phải khốn khổ không đó. Vậy cho nên có những cái mình nói người ta không tin, nhưng mà không phải là không có. Sự thật với niềm tin không có song hành với nhau. Ví dụ mình có niềm tin vào Đức Phật, Đức Phật nói nhân quả ba đời, mình hiểu, mình nghe, mình tin, đúng không ạ? Cho dù mình chưa có thấy nhưng mình vẫn tin. Giống như bên Thiên Chúa có một câu nói trong Kinh Thánh rất hay, phúc cho ai không thấy mà tin. Câu này cũng hay lắm nha. Đó, nhưng mà nếu như không tin thì sao? Không có nghĩa là nó không có, đúng không? Không tin không có nghĩa là không có. Vậy cho nên như cô nói, quý vị thọ giới, thọ ngũ giới, đúng không? Đức Phật dạy là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Xong người khác mới nói sao ạ? Kệ, vật này là vật dưỡng nhân, con này nó sinh ra để nuôi mình cứ ăn đi, ngu gì không ăn, dại gì không ăn. Nhưng mà mình là người con Phật, mình có nghe leo rồi đó không? Không, chị không tin thì kệ chị, nhưng mà nhân quả em tin vẫn có, cho nên em vẫn không sát sanh. Theo đúng người con Phật, còn chưa ăn chay được thì sao? Cô nói là đó, tránh cái nghiệp sát trực tiếp. Đâu phải Phật tử là ăn chay được đâu, đúng không? Mình đi làm công ty cho gì mình phải ăn đó, không ăn sao mình có sức mình đi làm. Nhưng mà mình ý thức ở chỗ là sao? Mình không trực tiếp sát hại, mình không có thọc huyết đánh tiết canh cho nó tươi sống mình ăn. Hôm qua cô còn nghe em nào kể cho cô là có cái món mà con ếch nó ôm ăn á, vì con ếch nó nhạy cảm với lại cái gì? Cái nhiệt độ đó. Cho nên bây giờ những người mà họ có tiền họ tạo ra cái món ăn mới bằng cách là sao ạ? Họ để con ếch vô trong lò cho nó nóng lên rồi cái họ thả cái cục măng vô đó. Cái cục măng thì nó mát á, thì con ếch nó sẽ thấy cái cục măng mát như vậy thì nó ôm cái cục măng để nó muốn sống mà. Thì khi cái món đó chín thì sao? Nguyên cái cây măng đó là mấy con ếch nó ôm sống như này, mà nước thì sôi sùng sục, cái người ta đem cái món đó làm món ếch ôm măng. Cô chỉ nghe diễn tả thôi mà cô muốn rớt nước mắt, nghĩ sao mà há miệng ra mà cắn đầu con ếch ăn được như vậy, không biết được luôn á quý vị. Kinh khủng không? Cho nên chúng ta là người con Phật, mình biết là mình không có thể ăn chay trường 100%, nhưng những cái món ăn dã man như vậy, trực tiếp sát hại như vậy, tổn thương tâm từ lớn như vậy, mình có nên dùng không? Dạ không.
không, không vì thị giác của mình, không vì cái sự tò mò của mình mà mình dùng. Còn người khác phỉ báng mình, không tin, mình có cần bài xích người ta không? Không. Nhưng mà mình có hùa theo người ta không? Dạ không. Ở đây ý cô muốn nói rằng nhiều khi cái niềm tin nó không có song hành với lại cái sự thật. Mình tin hay không đó là quyền của mình, còn sự thật thì nó vẫn diễn ra là sự thật thôi, đúng không? Nhân quả đời này kiếp khác, mình cũng có muốn bị người ta xào nấu mình không? Ha. À, vậy cho nên ha, ở chỗ này mình thống nhất với nhau. Phật tử là phải sao ạ? Dứt ác, làm lành và thanh tịnh tâm. Nói đi nói lại cũng không ngoài ba điều này. Đừng có nghĩ mình không làm ác là mình đã làm lành rồi. Không có nha, không phải nha. Dứt ác, làm lành và phải thanh tịnh tâm. Nghĩa là Đức Phật không có dạy cho mình dừng lại ở cái chuyện không làm ác, mà Đức Phật khuyến khích mình gì? Phải làm thiện và thanh tịnh thân tâm của mình. Thanh tịnh thân tâm là sao? Thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, không tạo việc ác. Chứ không phải là ui tôi không có làm ác là được rồi. Mình đâu có tạo thêm một cái công đức lành gì nữa đâu mà được rồi, chứ không được rồi. Giống như mình ăn cơm nguội vậy đó. Kiếp trước mình biết đường tu, mình biết đường bố thí, cho nên kiếp này mình mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, mình có thể nghe hiểu kinh Phật vân vân. Nhưng mà bây giờ mình hưởng cái phước quá khứ mà mình không tạo cái phước mới, xài hết cái phước này rồi mình còn cái phước để làm người tiếp không? Đâu chưa chắc. À, vậy cho nên chúng ta phải hoàn cụ ba cái điều này chứ không phải dứt ác là thôi. À, Phật tử nhớ chỗ này ha, là phải dứt ác, làm lành và thanh tịnh tâm. Nhưng đây cô khẳng định thêm một lần nữa, cái nhiệm vụ của Phật tử phải có, chứ mình là Phật tử rồi thì mình không có phải ai nói sao cũng được, ai nói bậy làm theo là không được. Mình phải hiểu rất rõ ràng Đức Phật dạy mình làm cái gì mới đúng cái tư cách của người Phật tử ha. Rồi cái lực thứ tư của Đức Phật đó là biết tất cả các yếu tố để tạo thành nên thế gian. À, cái này là sẽ nói rõ trong bài kinh Trung Bộ 115, cho nên ở đây cô không dám giảng nhiều mà cô cũng sợ cái đề tài này lắm. Tại sao? Cô đâu có trí biết thế gian đâu. Các cái yếu tố tạo thành thế gian này hồi nhỏ cô học địa lý giống quý vị vậy thôi, chứ biết hình thành cấu tạo trái đất là vậy thôi, chứ còn ngoài ra đó bao nhiêu châu lục, châu phi, hành tinh, thiên hà cô đâu biết. Cho nên nói cái này cô ngại là nói xạo lắm, cho nên là cô ớn cái bài kinh này nhất không quý vị. Trí lực vô biên ha. Để coi tới lúc đó đủ nhân duyên thì cô sẽ dựa theo lời dạy của Đức Phật mà giảng, còn cô thấy mà cô vẫn không hiểu nổi thì mình tạm thời bỏ qua cái bài kinh này. Đó là Đức Phật hiểu rõ được các yếu tố để tạo thành thế gian, cái này quá là lớn lao đối với mình, đúng không? Như là các cái hành tinh, các cái cấu trúc vũ trụ ngoài trái đất đó, những cái đó thì phàm phu mình biết không? Các nhà khoa học có máy móc, có nghiên cứu thì có thể biết được một phần nào trong cái sự vô cùng vô tận của thế gian bên ngoài, chứ cũng không thể biết trọn vẹn được ha. Rồi, vậy mình mới thấy là Đức Phật rất là trí tuệ. Có lạnh không? Lạnh không? Có đúng không? Cô cũng lạnh nữa, sao hôm nay chùa phóng khoáng vậy, mở đâu mà 8, 9, 10 lớp cửa như này, gió lồng lộng. Suýt bây giờ bắt đầu sổ mũi rồi quý vị nè. Thôi đừng có đóng cửa, con kệ nó luôn đi, ráng. Rồi, cái thứ năm đó là Đức Phật biết được cái hướng sai biệt của các loài hữu tình. Nghĩa là sao? Biết các cái hạng chúng sinh thượng, trung, hạ thu hút lẫn nhau do đồng khanh, đồng khí. Cái này là sao? Giống như cái số 4 hồi nãy đó, để cô nói luôn cái số 6, đó là biết được các cái căn mạnh yếu nơi chúng sanh. Thật là ba cái này là nó bổ sung cho nhau. Đó là trí của Phật biết rõ sao là căn tánh chúng sanh, nghiệp quả nhân duyên của chúng sanh, biết các hạng chúng sinh thượng, trung, hạ như thế nào để mà thu hút lẫn nhau. Giống như mình nói đơn giản đó, ngu tầm ngu, mã tầm mã, mây tầng nào gặp mây tầng đó đó. Tại sao cái đối tượng đó mình nhìn vô mình không ưa tí nào mà cái bạn kia mình lại yêu sống yêu chết như vậy, đúng không? Đấy là do cái cộng nghiệp, cái tương ưng, mình tương ưng với lại cái đối tượng đó. Hoặc là như vậy, mình là người Việt Nam, mình thấy phở Việt Nam, thấy rau muống Việt Nam, mình thấy cộng nghiệp tương ưng không? Thích đúng không? Hồi nãy các bạn cho cô cái cục hô tót của Hàn Quốc với lại kim bắp đó, cô có tương ưng không? Không tương ưng. Vậy chắc kiếp trước em vẫn là người Việt Nam đó, em nhìn em không hấp dẫn tí nào hết. Dạ thôi em không ăn. Mà em đói mấy đó nữa, cái thiện bảo cho cô gói xôi, ôi ngồi ngay bên lề đường ăn luôn đó. Bạn mua cho cô cái hot tót nóng hồi hổi. Nếu như là một em nhỏ Hàn Quốc thì sao, em sẽ cầm cái hot tót ăn rất ngon. Nhưng sư cô có thích không? Cô không thích. Tới hồi thiện bảo thấy cô là đói móc meo lên rồi đó, cho cô gói xôi đậu thôi, ăn rất là vui, ngồi bên lề đường luôn. Đó là sao mà cái cộng nghiệp tương ưng cô tới đó. Chắc kiếp trước cô cũng là người Việt Nam đó quý vị. Rồi, còn mà thật ra cái trí biết này Đức Phật có biết 24/54 không? Lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, hiện tại, vị lai không? Đức Phật biết, nhưng mà không phải lúc nào cũng sử dụng cái trí này thường trực nha. Tại sao quý vị? Tại sao?
Không phải lúc nào mình cũng nghĩ về quá khứ, không phải lúc nào mình cũng coi cái quá khứ kiếp đó mình là gì, kiếp đó cái bạn đó là gì, không. Khi nào cần hóa duyên, khi nào cần hóa độ, tùy thời hóa độ. Đức Phật sử dụng cái trí tuệ này để tùy cơ hóa độ cho nó hiệu quả. Chứ lúc nào Đức Phật cũng sử dụng cái trí này, có Đức Phật chắc không bình an đâu, đúng không? Như cô nghĩ vậy, hôm qua Phúc cũng hỏi cô một câu chứ cô, nếu mà biết về quá khứ có tốt không cô? Cô nói là nếu như cô là phàm phu, cô chưa có lậu tận trí thì cô thấy là cái này nó là chướng ngại, chứ không phải sao. Tại vì ví dụ như, cô nói ví dụ ha, kiếp quá khứ cô đã từng sống trong một cái quốc gia mà có chiến tranh chẳng hạn, rồi gia đình chết trận chẳng hạn, gia đình ly tán vì chiến trận chẳng hạn, và có thể là cô chết trong một cái trận nổ bom nào đó, thì cái chết đó nó rất là bi kịch, đúng không? Nó rất là khủng hoảng, nó rất là đau đớn, nó rất là sợ hãi. Mà nếu cô có cái trí biết quá khứ, cô cứ nhớ về cái phút giây mà cô bị nổ banh ra rồi chết ở trong cái đó, rồi gia đình chia lìa, cô đau không? À, kiếp trước cô chết có một lần, mà kiếp này mỗi lần cô nhớ về cô chết lại một lần nữa, mà cô nhớ 360 lần là cô chết 360 lần, cô thấy cô không vui đâu, thật đó. Hoặc là kiếp trước ví dụ mình có một cái ý trung nhân nào đó rất là dễ thương với mình luôn, tri kỷ tri âm với mình luôn, rồi bây giờ cái người đó đã chết trước mình đã có một cái nỗi đau mà mất cái người tri kỷ tri âm như vậy. Bá Nha với Tử Kỳ một phần đoạn với nhau thôi mà một ông chết, một ông đập luôn cây đàn. Thì ví dụ cô có một cái người tri âm tri kỷ mà cô thương còn hơn chính bản thân mình, mà người đó qua đời hoặc người đó phổi bội bạc hoặc là người đó như nào đó, thì nỗi đau đó lớn không? Lớn. À, bây giờ cô cứ nhớ cái kiếp quá khứ đó, cô có sống bình an ở hiện tại không? Không. Ừ, đúng không? Đó, cho nên cô nghĩ là khi mà mình chưa có cái trí tuệ như bậc thánh mà mình cứ nhìn về quá khứ hoài là mình mất cái chánh niệm trong hiện tại. Cho nên thật ra Đức Phật là người có trí, trí của Ngài thấy rõ hết, nhưng mà Ngài không có dùng cái trí này thường xuyên, không có dùng 24/24 ha, để tâm ở quá khứ hay là lo lắng đến tương lai thì đều rất là khó sống hạnh phúc an vui. Chơi mình ngồi đây hôm nay với cô hoan hỷ về đó, ví dụ như vô thường lỡ may trong tuần sau mình có một cái sự cố gì không được vui đi, thì nếu mình biết trước tương lai thì ngay giờ phút này có ngồi nghe cô thuyết pháp một cách vui vẻ được không? Không. Mà mình cứ nghĩ đến. Bởi vậy có nhiều người đến hỏi cô coi cho con một quẻ đó, rồi lỡ cô coi trúng cũng đâu có tốt đẹp mấy đâu. Tại vì mình sẽ biết là cái việc không lành nó xảy đến với mình, đúng không? Mình mất công lo. Đó. Mình mất công lo, mình cứ sống trọn vẹn ở hiện tại, sống lành thiện ở hiện tại, sống theo nhân quả hiện tại thì cô nghĩ là nó rất là bình an. Mình phải có cái niềm tin như vậy, mình mỗi ngày đều gieo hạt giống lành, sống lành, nói lành, làm lành, thì khi mà trả hết cái dư nghiệp không lành ở quá khứ thì chắc chắn cái cây quả phúc của mình đơm hoa. Mình cứ sống trọn vẹn ở hiện tại, hết lòng ở hiện tại thì tương lai nó rất là tươi tắn. Chứ mình không cần phải lo lắng đến tương lai, mình cũng không cần phải biết về quá khứ để làm chi, đúng không? Đó, đây là cái quan điểm cá nhân của cô dựa trên cái trí lực của Đức Phật ở đây. Cái điểm số 6 đó là biết căn mạnh hay yếu nơi chúng sanh, tức là năm cái căn tính tấn niệm định tuệ đó. Chỗ này cô nói giản dị dễ hiểu cho quý Phật tử biết như này, đó là biết cái căn tánh, tức là hiểu được cái điểm mạnh điểm yếu của mình, biết cái lợi điểm và mọi thứ về bản thân mình cũng như là của người khác nè. Nhưng mà chỗ này quý vị có để ý không, nếu như chúng ta có một cái điểm mạnh nào đó, chúng ta có một cái thế mạnh nào đó, mình biết cũng được không biết cũng không sao, nhưng cái mình cần biết nhất là cái gì? Đây là kinh nghiệm của cô nha, này không có trong kinh mà đó là cái kinh nghiệm mà cô sống tới giờ cô thấy, đó là cần phải biết cái gì nhất? Giỏi. Đúng rồi, mình phải biết cái yếu điểm của mình nhất. Người mà không biết yếu điểm của mình, người đó rất là thất bại luôn. Thật sự đó, tại vì cái lợi điểm của mình biết hay không biết mình sẽ tự giỏi rồi, đúng không? Mình sẽ tự nhiên phát triển, giống như cô nói, ở đây những người mà thân thiết với cô biết đó, cô không có khả năng sáng tạo gì mới đâu. Tức là việc kiểu mà nghĩ ra idea gì mà nó cool ngầu, hoặc là nghĩ ra một cái gì đó nó sáng tạo, hoặc là cắm hoa, rồi cô mấy cái đó cô dở lắm. Nhưng mà cô có một cái năng lực mà những người mà thân thiết gần gũi là rất biết, đó là cô có cái trí nhớ rất là tốt luôn. Cô siêu nhớ giỏi luôn. Hồi đó vô chùa học kinh Lăng Nghiêm đó, đó đi lính thì sợ qua ải, mà làm sải thì sợ Lăng Nghiêm đó. Ớn nhất là chú Lăng Nghiêm đó. Mà Lăng Nghiêm ngày xưa cô làm điệu rất là không có thời gian học kinh học kệ, do mình công phu chấp tác là nó hết ngày. Thường là chỉ có buổi trưa là có 1 tiếng đồng hồ nghỉ trưa, là cô học kinh trong vòng tiếng đồng hồ đó, mà cô học Lăng Nghiêm có 5 ngày là thuộc rồi. Ngày xưa học câu truyện Kiều á, 3,000+ câu Kiều cô đọc chừng 2-3 lần là cô cũng thuộc rồi. Thành ra cô có một cái trí nhớ đó, học Temple Stay, học về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc gì nè, chỉ cần nói một lần cô thuộc ngay luôn, cho nên cô không cần phải nỗ lực ghi nhớ gì mấy. Nhưng mà mọi người đi chung với cô thì biết đúng không, cô luôn phải thông dịch phiên dịch cho quý thầy mà thuyết pháp này giảng kinh, cô cũng không cần check note đâu, mà cô sẽ dịch lại không sai một từ nào. Đó là cái khả năng ghi nhớ rất là tốt, đây là cái điểm mạnh của mình. Cô có cần biết về cái điểm mạnh này không? Không, tại tự nhiên cô sẽ nhớ rồi, cô không có nỗ lực phát huy, cô cũng tự ghi nhớ rất là tốt rồi.
Nhưng mà cái điểm yếu của cô có khi cô không hề biết, đúng không? Mà mình không biết là mình mới chết nè. Đó. Cho nên cái điểm yếu của mình là mình phải biết rất rõ. Ví dụ mình biết là mình không uống bia rượu được nhiều, à mình uống tới ly thứ 3 mình sẽ say, vậy thì uống ly thứ 2 sống chết nữa tôi cũng không uống ly thứ 3. Chỗ này con biết không? Rất là biết để giữ mình, giữ người. Đó. Tương tự như vậy, mình biết là mình hay nóng tính chẳng hạn, mình biết mình có cái tính nóng. Vậy thì mình phải cần để ý cái tính nóng của mình rất nhiều. Để chi? Mình gọt nó dần dần, mình bào mòn nó dần dần. Mình chưa có hoàn toàn dứt cái sân được, nhưng mà mình tập được cái gì ạ? Khi mình nóng mình không có nói, mình không có gây tổn thương, mình không có dùng binh khí miệng lưỡi để mình sát hại người khác. Đó là cái đó là mình cần phải biết cái điểm yếu của mình. Hoặc mình biết cái điểm yếu của mình ở trong một cái như sao nhẹ dạ cả tin. Hồi ơi ai nói cái gì là thương người lắm, chịu không có nổi. Bữa trước chị mượn tiền không trả, rồi bữa sau chị đến chị than nữa, cho mượn nữa. Đây đó, không có phải tự hào đâu nha thím. Cái đó không có tự hào. Cô có nhiều người khổ lắm luôn là khổ. Bữa trước người ta mượn rồi ta không trả rồi. Biết nhỏ đó là không bao giờ đi làm, không bao giờ trả nợ cho mình, bữa sau mượn nữa cho mượn nữa, rồi đến khóc với cô ơi, chi vậy? Cái này không có trách người ta lừa mình, mà trách là mình quá là không biết về cái điểm yếu của mình. Trái tim làm chỗ để cái lỗ tai. Rồi mình cũng hay thích lời đường mật á, mấy anh đến khen mình vài câu, mình lại tưởng như anh thương mình lắm rồi đây. Rồi đó, anh lại mời mình cái gì đó, mua cái gì cho mình lại tưởng anh này chắc để ý mình lắm luôn rồi á. Trời, trái tim làm chỗ để trên đầu, nó thần với trao tay giặt. Thành ra, mình biết mình có cái yếu điểm gì, rất là cần thiết trong cuộc đời này, đúng không? Hết sức là cần thiết. Ở đây là cái kinh nghiệm hết sức ngu dại, cô hay nói quý vị đó, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, cô là chuyên đời, cô là rất là dễ dạy. Nếu mà sai cái chỗ đó rồi bữa sau cô không có làm lại cái sai đó nữa đâu, nhưng mà cô sai cái khác. Suốt cuộc đời là đi tìm cái sai của mình, cái lỗi của mình, cái dở của mình. Cho nên cái mà mình giỏi rồi á, mình không quan tâm, mình không để ý, nó cũng tự nhiên giỏi, đúng không? Nhưng mà cái mà mình không giỏi mà mình tưởng đâu mình giỏi, hoặc là mình có cái điểm yếu mà mình không phát hiện ra đó, hoặc là có những người có một cái tính rất là kỳ, đó là trong lòng thì cũng không có ác lắm, không có ác tâm lắm, nhưng mà cái miệng là khẩu nghiệp rất là nặng, nghĩa là nói cái câu nào ra là rất là kỳ cục, cái người nghe họ rất là tổn thương. Mà cái người đó có nhận thức được là cái lời nói của mình gây tổn thương và chia rẽ không? Không. Mà cái này có hại không? Hại lắm luôn nha. Cái này là gieo ăn trái rất là nhiều. Cái này là gây ăn trái. Mình nói rồi, mình quên rồi, nhưng cái người nghe không quên. Họ ghim ở trong bụng, cái là nó thành ăn trái với mình. Cho nên đời này kiếp khác, tự nhiên mình đi đến đâu, tự nhiên mình không có làm xấu với người ta, giờ mình ta ghét à? Ta thấy mình ta không ưa à? Là sao? Là do mình đã lỡ có cái nghiệp đó đó. Trong cô cũng thấy có nhiều người như vậy, không có cố tình nói nặng nói nhẹ người ta, nhưng cũng không có cố tình gây chia rẽ đạo tràng hay là nói xấu sư thầy sư cô, nhưng cái ngôn ngữ phát ra đó là cái lời không ái ngữ, không có trách ngữ. Thành ra cái nghiệp này cũng rất là nguy hiểm. Cho mình có cần biết cái tính này không? Nhiều khi mình làm công quả, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình bố thí cúng dường, mình vun đắp từng chút một, mà cái phước nó chưa tăng lên, mà đâu cái nghiệp nó lại trổ ra. Cô thấy rất là nhiều Phật tử vướng vào cái này. Chúng ta phải cẩn trọng hết sức ha. Bệnh tùng khẩu nhập nhưng mà họa tùng khẩu xuất. Cô ngồi đây thuyết pháp giảng kinh với quý vị gật gù, cô nói 1000 câu trôi chảy, không có lẹo lưỡi, không có lắp một cái gì hết thì không sao. Mà lỡ cô lẹo lưỡi một chữ đó, bảo đảm từ trên online cho suy offline là nhớ cái chỗ cô lẹo lưỡi không à, đúng không? Hoặc là cô nói quá chừng những câu hay ý đẹp chân tình với quý vị á, thì quý vị nhớ ok, nhưng mà về thì quên. Nhưng mà cô có lỡ nói một câu nào mà không vừa bụng quý vị đi, quý vị ghim hoài cái câu đó, đúng không? Nhớ đến cô là chỉ nhớ cái lỗi là cô đã lỡ, sao cô dám đụng chạm đến con. Hoặc là cô nói cái đó là tổn thương xúc phạm con, chỉ nhớ mỗi câu đó thôi. Còn bao nhiêu cái tấm chân tình khác hoặc là những cái lời tử tế khác là không nhớ. Thông thường phàm phu mình vậy. Đức Phật nói là sao? Chúng ta có cái phàm phu, có cái bệnh là gì? Không có biết ơn. Mình tưởng đâu mình sống hiền lành lắm, thật ra không phải. Đức Phật nói phàm phu rất là vô ơn, rất là vô ơn, phải không? Bạc bẽo lắm. Quý vị thấy cũng ông bà mình cũng nói đó, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, là một phần ở cái khía cạnh này đây. Do phàm phu rất là vô ơn, người ta làm cho mình rất nhiều ơn mà mình không nhớ những cái ơn đức tốt đẹp, mình thường hay nhớ cái lỗi phải của người kha hơn. Chúng ta tu tập là chi? Để tập nhớ những cái tử tế của những người xung quanh mình, để thấy được những cái nét mà rất là thương của bạn đạo mình, mà để bỏ đi những cái đố kỵ gạch tị ghim gút chấp mắt, toàn là ghim gút không, là khi nào toàn là bồ kẹp không tu, hạnh bồ tát không tu, tu hạnh bồ kẹp. Ấy cô nói tu hạnh bồ kẹp là sao? Gặp ai cũng chích á, gặp ai cũng ca khịa, bình an được. Chấp kẹp lại dính là không buông được. Đây, cho nên
cái căn tánh chúng sanh trong tu tập này rất là quan trọng. Ở trong một cái tổ chức xã hội cũng vậy, nếu mình biết người đó mà thế mạnh gì, mình dùng người đó vào cái vị trí đó có thành tựu không? Tổ chức rất thành tựu. Như cô biết chị đây rất là khéo léo trong cái việc trang trí đạo tràng hoa hè. Nếu mà giao cho chị không, việc nhẹ lương cao, nghĩa là y lộn không có cho lương luôn đó, hoa là miễn phí. Nhưng mà là sao, chị sẽ làm rất là nhanh, rất là gọn và rất là tiết kiệm. Nhưng mà giao cho cái người không biết thì sao, tiền mua hoa rất là nhiều, cắm hoa cũng không đẹp nữa thì gây phiền não, stress đúng không? Đó, là mình dùng người không đúng chỗ thì là đạo tràng không có phát triển được. Ở ngoài tổ chức xã hội cũng vậy, mình phải biết từng người đưa vào trong từng cái bộ phận thì rất là phát triển. Đức Phật ngài có một cái trí tuệ này và ngài dùng rất hiệu quả ở chỗ nào ạ? Biết cái căn tánh chúng sanh đó phù hợp với cái pháp môn và cái phương tiện nào. Cho nên chỉ cần Đức Phật chỉ điểm ngay cái chỗ đó, người ta rất dễ dàng chứng thánh và cởi trói được cái dây vô minh còn sót lại. Cho nên Đức Phật nói rất ít mà người ta chứng thánh rất nhiều. Còn mình đây nói rất nhiều, người ta chứng không bao nhiêu. Chứng nào tật đó hoài luôn. Cô nói suốt ngày với Hiền, chứng nào tật đó. Bởi vậy, tại sao? Tại cô có miếng trí tuệ nào của Phật không? Không. Cô đâu có biết căn tánh của chúng sanh vậy đâu. Cô nói đại vậy thôi à, trúng ai trúng phước chủ may thầy. Không trúng thôi chứ, giờ làm gì nhau. Đó, cho nên cô phải giảng từ bài này qua bài khác, từ tuần này qua tuần khác để chi? Lỡ trúng ai may đó á. Còn Đức Phật thì ngài rất rõ luôn, cái hội chúng này có hàng trăm người chứ có hàng triệu người. Đức Phật thuyết một bài pháp như một cái trận mưa, cây nhỏ nó hấp thu nhỏ, cây lớn nó hấp thu lớn, cả nguyên một cái hội chúng đều rất là lợi lạc và người ta chứng quả rất nhiều là như vậy. Vi diệu không? Đây là cái trí lực của Đức Phật mà chúng ta phàm phu không có tới. Cho nên những vị nào mà sanh đồng thời với Đức Phật rất là may mắn đúng không? Rất là đầy đủ nhân duyên. Cho nên rất là dễ biết cái căn tánh trong tu tập, biết cái người người ta bị trầm cảm, người ta bị rối loạn tinh thần lưỡng cực mà mình còn biểu họ vô ngồi thiền ở trong cái cốc mà thiền trong rừng mà 10 ngày 10 đêm coi. Ra không biết còn không đó, nguy hiểm lắm nha. Dạ. Cho nên là tùy cái pháp môn mà tu tập, mà tùy bệnh mà cho thuốc. Còn á, có những vị người ta lớn tuổi rồi, người ta tụng kinh không có nhớ. Người ta ngồi thiền thì đau lưng, mình bắt người ta ngồi thiền hoài, chứ mình dạy ta niệm Phật đi, nó an lạc như làng chứ cùng đúng không? Cô nói niệm Phật là một cái pháp môn không có tác dụng phụ đó. Nam phụ lão ấu gì thực tập đều ít nhiều thì có lợi lạc nhiều thôi chứ không gây tác dụng phụ đó. Người ta lớn tuổi rồi, người ta đau lưng, đau cổ rồi, thì phải chỉ cho ta niệm Phật cho có bình an. Chứ mình cứ nói không niệm Phật không có thành Phật được đâu. Ngày xưa ông Phật đâu có niệm Phật, ông Phật ngồi thiền, giờ bác phải ngồi thiền mới niệm mới thành Phật nghe. Tội nghiệp cái bác đó không? Vậy cho nên sao ạ? Tùy cái căn tánh, tùy cái căn cơ mà chúng ta dạy pháp cho nó phù hợp. Cái thứ bảy đó là tuệ tri sự tạp nhiễm thanh tịnh xuất khởi của các thiền, chứng thiền, giải thoát và định. Cái này rất là chuyên môn. Về các cái bài thiền thì sẽ có một bài kinh trung bộ riêng về thiền, thì cô giảng cái đề tài này thành một cái đề mục riêng ha. Thứ tám là trí biết tất cả các kiếp trước của bản thân, gọi là túc mạng trí. Cái này thì quý vị quá rành rồi. Đức Phật trong cái đêm cuối trước khi ngài thành đạo là ngài chứng cái túc mạng minh này nè, là ngài nhớ rất nhiều tiền kiếp của mình về quá khứ. Đức Phật đã từng sao ạ? Từng làm con nai, từng làm con khỉ, từng làm thái tử, từng làm chuyển luân thánh vương, từng làm rất nhiều kiếp, thì ngài nhớ hết tất cả các kiếp quá khứ của mình. Trí thứ 9 đó là biết sự sống chết của chúng sinh tùy theo nghiệp hay sinh tử trí. Nghĩa là Đức Phật biết cái chúng sanh đó nghiệp lực tới đâu, thọ mạng tới đâu, mấy giờ sẽ chết luôn. Nhớ cái ông Bahiya đi cầu Đức Phật không? Bahiya đi cầu đạo Đức Phật đó. Đức Phật biết ông này cái thọ mạng sắp hết rồi, cho nên lúc đó không phải thời nói pháp, nhưng mà sao ngài biết ông này sẽ không đủ cái phước để mà nghe nữa, nên ngài thuyết pháp cho ông để ông chứng quả. Hoặc là có cái anh thợ mộc, anh thợ gốm á, anh đi ngủ một đêm trong lò gốm mà tới sáng mai anh sẽ chết. Đức Phật biết là anh sẽ chết trước khi mà đến gặp được Đức Phật tại tinh xá, cho nên vì lòng từ bi ngài như nào, ngài đi thẳng đến cái lò gốm đó để ngài xin ngủ nhờ một đêm để ngài độ anh này trước cái đêm anh chết. Nghe thương không? Đó, rồi tại sao Đức Phật đi về Kusinaga để ngài nhập diệt vậy? Tại vì ngài biết ngài đến đó ngài độ được cho cái người đệ tử cuối cùng của ngài Tu Bạc Đà La 120 tuổi. Tới tận cái hơi thở cuối cùng mà Đức Phật cũng quán nhân duyên, quán sinh tử của chúng sanh để mà ngài độ tận. Một ông già 80 tuổi mang một cái chứng bệnh đau bụng quá chừng là mệt mỏi mà lê từng bước chân đi đến chỗ đó để độ cái người cuối cùng. Mình thấy lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật vô cùng vô biên đúng không? Mỗi lần mà nói về cái đề tài này cô rất là thương Phật luôn. Thương thiệt là thương. Cho quý Phật tử cũng phải biết là mình mình có một người thầy, một người cha, một bậc lãnh đạo rất là tuyệt vời. Cho nên mình là Phật tử mình có cái niềm tự hào và mình phải sao ạ? Mình phải biết cái ý cái
cái trách nhiệm của mình, cái vai trò của mình để cho cái giáo pháp này được lan xa và để cho mình ngày càng giống ông Phật của mình hơn. À, cuối cùng cái trí quan trọng nhất đó là lậu tận trí, đây là hết sạch những cái nhiễm ô luôn. Cái này là cô nói đó, mình phải có cái trí này thì mình biết các cái trí tuệ khác thì mình mới có bình an. Mình không có lậu tận trí nghĩa là mình chưa có diệt được các cái nhiễm ô phiền não trong tâm, mà mình biết quá nhiều các cái thứ khác thì dẫn đến cái gì ạ? Phiền não. Tuần trước ở trên Seoul đó, ở trên Pachu đạo tràng mình, cô cũng nói đó, cô ngồi đây nhờ cô không có tha tâm thâm, cô đâu có biết quý vị đang nghĩ gì về cô đâu, cho nên cô mới ngồi nói pháp được vậy nè. Chứ mà cô biết quý vị đang nghĩ gì về cô chưa chắc cô có tự tin ngồi đây nói pháp, đúng không? Mấy chục con người online, mấy trăm con người online đây nè, đó trên Facebook, trên Zoom tùm lum, mà cô biết lòng dạ của quý vị đang nghĩ gì về cô có tự tin nói chuyện không? Dạ chắc không đâu. À, cho nên nhiều khi cái mà vô trí của mình không có cái tha tâm thông đó, à, lại là cái may mắn khi mà mình chưa có chuyển hóa được cái phiền não ha. Rồi, rồi bây giờ là cô đã vừa rồi là nói hết cái 10 cái trí lực của Đức Phật, đó là các cái tùy pháp của Như Lai. Rồi bây giờ cô giảng thêm một chút xíu nữa về các cái sự không sợ hãi, rồi mình sẽ kết thúc ở đây. Bài thì rất là dài, hôm nay á cô về Busan lần nào cô cũng rất là vui. Quý vị mà thân thiết với cô thì biết rồi đó, cô còn từ chối cả học bổng của Đại học Danh C để về Busan đi học, là quý vị biết là cô thương Busan cỡ nào á. Busan như là quê hương thứ hai của cô vậy, như ngôi nhà. Như hồi nãy đi ngang cầu Khoảng Anh Ly, đi ngang trường cũ mà cô rưng rưng xúc động luôn, cả một thanh xuân và tuổi trẻ của mình, nên là cô rất là thương Busan. Lần nào về đây cô cũng rất là như là về quê hương. Thành ra là cô rất là muốn tha thiết giảng tới cái phần mà khổ hạnh của Đức Phật, nhưng mà với cái thời gian như vậy thì chắc là không kịp rồi, vì cố gắng mà nói nhanh hơn nữa thì quý vị lại nghe không kịp. Cho nên là thôi, cô sẽ giảng tới cái sự không sợ hãi là bốn vô ý của Đức Phật, rồi mình sẽ dừng pháp thoại ở đây. Cái phần còn lại của bài này thì mình sẽ học vào tuần sau ở tại Pachu nha quý vị. Ở Busan cũng chịu khó học online, ví dụ mà giờ này học không được á thì mình nghe lại trên YouTube và Facebook của đạo tràng, được không ạ? Rồi hôm nay là cô vì rất thương Busan nên rất muốn giảng tới cái phần khổ hạnh đó, nhưng mà giảng không kịp. Vậy cô giảng tới cái phần không sợ hãi. Ngài có bốn vô ý. Vô ý cái gì? Mình thấy mình có hay sợ không? Mình sống ở đây mình sợ không? Sợ chứ. Hồi nãy cô đi từ chùa qua đây cô cũng sợ kẹt xe nữa. Sợ kẹt xe Phật tử chưa? À, thiệt luôn. Sợ kẹt xe hối hiền đạp thắng mà nhỏ quýu luôn. Cô đường này sao đây chạy nhanh được cô? Cô đường này đường đèo đó cô. Cô đường này người ta cho có chạy 60 km/h mà cô cứ bắt con đạp. Tội nghiệp thằng nhỏ. Mà cô nói luôn á, cô không muốn trễ giờ khóa tu, cho nên em đạp đi, có quá tốc độ cô trả bill chứ em cứ đạp đi. Cô sợ không? Sợ. Nhiêu đó thôi cô cũng sợ. À, rồi mấy chị đi lạc qua đây cô cũng sợ không? Sợ mấy chị đi lạc về tôi không kịp. À, đó, sợ đủ cái hết. À, Phước tử ở nhà cô thấy có nhiều em á, sợ cái gì? Sợ ở một mình luôn. Biết con cái nhà quý vị vậy không? Nó ở một mình nó không chịu nổi nha. Ít nhất nó phải mở nhạc. Không mấy nó mở tivi, nó không coi nó cũng mở để đó, đúng không? Làm như nó không mở, nó cảm thấy nó không có sống được một mình á. Cái đó là mình hiểu là cái trạng thái là mình không sống được một mình với chính mình á. Nhiều khi mình đến đây là nói chuyện yên ắng á thì không sao, nói chuyện qua lại không sao, mà mình có mình ơn mình có mình sợ đó. À, rồi mình có sợ corona không? Có chứ sao không? Mình có sợ bệnh không? Cái bệnh này ai cũng sợ nữa nè, có sợ nghèo không? Đúng rồi. Như sợ nghèo lắm đúng không? Dạ, sợ không có sức khỏe đi làm. Sợ nghèo không? Có sợ nữa. Rồi, rồi. Ở đây thì Đức Phật á, chúng ta sợ rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật mình thì không có sợ gì cả. Ngài không có sợ gì. Ngài vì sống được với bản tâm thanh tịnh của mình, cho nên Ngài không có một cái nỗi sợ hãi gì hết. Đức Phật không sợ hãi trước 8 hội chúng. Ở trong này trong kinh có nói chú giải ha, 8 hội chúng này là gì? Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn, Gia Chủ, Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Trời 33 và Ma Vương. Nghĩa là 8 cái đại chúng này đại diện cho tất cả các tổ chức tập đoàn đương thời, từ Ma Vương là thế lực của ma quỷ nè, Sa Môn, Bà La Môn là cho những cái người mà khác cái tôn giáo mình, chủ trương khác về triết học tâm linh với mình nè, Sát Đế Lợi là gì? Tầng lớp vua chúa quản lý cai quản quốc gia nè, Sa Gia Chủ là những người cúng dường cho tăng ni nè, rồi tới Phạm Thiên và Trời Tứ Thiên là những cái vị ở trần trời. Đức Phật đều không hề sợ hãi với các cái hội chúng này. Thì chúng ta sẽ nghe một cái yếu tố nhỏ, cái sự không sợ hãi của Đức Phật trước cái hội chúng Sát Đế Lợi như nào. Cô rất là thích cái chi tiết này quý vị. Mình, đó là lý do mà tại sao mà khi Sunakata mà chê trách phỉ báng Đức Phật, nghỉ tu ra đi nói xấu Đức Phật mà Đức Phật không sợ hãi đó. Giờ cô hiếu không miếng đạo lực nào hết, ai đi chùa xong ra rồi nói xấu cô sợ không? Cũng có sợ chứ, sợ người ta hiểu lầm mình nè, sợ người ta khẩu nghiệp nè, người ta nói xấu cô buồn xíu cô qua, nhưng mà người ta khẩu nghiệp mà người ta tội nghiệp người ta, cô có sợ mà Đức Phật có sợ không? Sunakata đi rêu rao khắp nơi là ông Phật ông có trí
vua thượng nhân ổng có phạm hạnh gì hết, ổng có thần thông gì luôn, ổng bỏ tu luôn, nhưng mà Đức Phật có buồn không? Không. Thương ông này ông vô minh quá hà. Thì tại sao vậy? Ngài đã thành tựu thánh quả chánh đẳng chánh giác thì ngài không có gì sợ hãi hết. Sợ là khi mình không có gì mà mình nói mình có gì thì mình mới sợ. Chứ còn Đức Phật là người thành tựu chánh đẳng chánh giác thì người ta có chỉ trích Đức Phật 1000 lần, Đức Phật vẫn là Đức Phật, đúng không? Vàng thật thì không sợ lửa. Cho nên cho dù Sunakata có nói Đức Phật là không chứng thánh quả, không có pháp thượng nhân, Phật không sợ hãi gì hết. Tại vì ngài có thực pháp, thực tu và thực chứng, nên ngài không hề sợ hãi chỗ gì. Ớn nhất là sao? Im lặng mà tỏ ra nguy hiểm, tức là không biết gì mà giả bộ im lặng rất là nguy hiểm luôn. Tưởng đâu là bậc trí, nhưng không phải là bậc trí mà là không biết gì để nói cho nên im, chứ không phải là có trí mà giả bộ. Đức Phật có nói rồi, bài kinh Thất Cú đó, không phải mấy người ngồi im là mấy người có trí. Như Lai chưa bao giờ tán thán mấy người ngồi im là có trí. Ngồi im có khi không biết gì để nói, đâu phải có trí đâu. Như Lai cũng không có tán thán cái người nói nhiều. Nói nhiều mà nói không trúng cái gì cũng đâu có đúng đâu. À, Như Lai tán thán cái bậc có trí, biết khi nào cần nói, khi nào cần im. Im lặng như thiền định, nói năng như chánh pháp. Chứ phải lúc nào Phật cũng kêu im, không phải lúc nào Phật cũng kêu nói. Ngài nói suốt 49 năm thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà mình cứ thấy là lời Ngài là vàng ngọc chứ có dư đâu, phải không? À, cho nên là Đức Phật cũng không có tán dương mấy người mà im im, mà tỏ ra nguy hiểm. Hồi nhỏ đi học mấy người mà thường không thuộc bài là không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt cô giáo, và rất là tỏ ra im lặng và ngoan ngoãn, để giống như không nghe không thấy không biết, cô đừng gọi đến tên tôi vậy. Mấy bạn đi học giáo lý với cô mà không thuộc bài là giống như trong hội chúng này, cô đừng nhìn thấy con, cô đừng hỏi bài con, không nghe không thấy không biết, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô đó, đúng không? Ngồi im đó đâu phải là có trí đâu, là không biết cho nên không nói thôi đó. Vậy thì cái người thật tu thật chứng có sợ khi người ta mà rêu rao mình không? Dạ không. Ngài không có gì sợ hãi hết á. Khi vị tỳ kheo bỏ ngài, phê bình ngài, ngài chỉ thương thôi và muốn độ cho ông lại. Vậy tại sao Đức Phật có cái sự không sợ hãi đó vậy, có sự vô ý đó vậy? Tại vì giáo pháp của ngài có khả năng chuyển hóa khổ đau. Ngài là người tự tu tự chứng, và ngài đem cái giáo pháp chuyển hóa khổ đau đó dạy lại cho mình, nên ngài rất bình thản, ngài rất bản lãnh. Ngài không sợ hãi trước cái hội chúng nào hết. Cái sự bản lĩnh của Đức Phật không đặt trên cái nền tảng bản ngã. Quý vị nghe hiểu không? Cái bản lĩnh của Đức Phật không đặt trên cái nền tảng bản ngã, mà vì ngài có một cái trí tuệ có thể chuyển hóa được phiền não khổ đau, cho nên ngài rất bản lãnh. Ngài không có sợ hãi trước bất kỳ một cái thế lực nào hết. Ngài không có dựa dẫm vào. Chúng ta có nhiều cái chi tiết phân tích là sao? Đức Phật không sợ hãi khi mà đối diện với các cái vị vua ở những cái quốc gia lớn tầm cỡ, bởi vì ngài xuất thân cũng là một thái tử của một quốc gia cũng rất là giàu mạnh. Đó là coi thường Đức Phật quá rồi. Không phải tại vì Đức Phật là thái tử mà Đức Phật gặp các vị thái tử hay vương quan khác mà Đức Phật không sợ hãi. Mà vì sao ạ? Ngài ngay khi còn là thái tử, ngay khi ngài tầm đạo xuất gia, ngài chưa chứng thánh, ngài đã không có cái ý thức dựa dẫm vào cái thế lực của vua rồi. Ngài không hề có ý thức dựa dẫm vào cái quyền thế hoặc là cái tài sản của cha mình, là quốc vương của mình. Cho nên khi mà ngài chứng thành chánh đẳng chánh giác, ngài lại càng không có lý do gì dựa vô đó để mà ngài có cái gọi là cái đương cơ để mà khi mà đối duyên với lại các vị quốc vương đương thời. Mà cái bản lãnh, cái điềm tĩnh, cái sự rất là không sợ hãi của Đức Phật nó xuất phát từ cái gì? Từ cái trí tuệ, cái đức hạnh và cái tuệ giác của ngài. Cho nên khi đối diện với giai cấp sát đế lợi, là những cái giai cấp cai trị quốc gia đó, không phải vì ngài xuất thân hoàng tộc mà ngài có cái bản lĩnh đó, mà chính vì lòng từ bi và trí tuệ cao thượng. Có cái chi tiết nào để chứng minh điều cô vừa nói không? Dạ có. Quý vị học lịch sử Đức Phật Thích Ca, có nhớ cái lúc mà ngài thành đạo xong rồi, ngài về lại thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên để độ cho vương quốc, ngài đã làm gì không? Ngài quán xem chư Phật quá khứ khi về lại hoàng cung để độ hoàng thân quốc thích chư Phật dùng cơm như thế nào. Và ngài thấy rằng chư Phật nếu không có ai thỉnh để về để thọ trai thì quý ngài đã trì bình khất thực. Ngài ôm cái bát đi khất thực từ đầu cổng thành cho tới cung vua. Vua Tịnh Phạn vô cùng bực bội và xấu hổ. Tại sao con trai mình, người thừa kế, người đứng đầu của một quốc gia này, lại đi xin ăn như vậy? Mình là giai cấp sát đế lợi, cha có thể cho con tất cả mọi thứ món ngon vật lạ trên đời này, sao con lại có thể nhận thực phẩm từ những nhà mà cùng đinh như vậy? Điều đó là sỉ nhục vua Tịnh Phạn rất lớn. Và Đức Phật trả lời sao? Đại vương, làm sao Như Lai không có phỉ báng đại vương? Như Lai chỉ làm theo truyền thống của những đời của Đức Phật. Mà truyền thống ở đây Đức Phật muốn nói là gì? Truyền thống của ba đời chư Phật quá khứ đều đã trì bình khất thực như vậy khi về lại độ cho gia đình.
Vậy Đức Phật xem truyền thống của gia đình mình là truyền thống của đời đời các chư Phật quá khứ, chứ không phải Đức Phật đem cái truyền thống gia đình mình là truyền thống sát đế lợi. Nếu Đức Phật căn cứ trên truyền thống sát đế lợi, Đức Phật có đi từng cái bước chân mà đi chân đất, đi xin từng bữa cơm từng nhà không? Mà Đức Phật phải ngồi kiệu vàng vào thẳng kinh thành chứ, đó là truyền thống của sát đế lợi mà. Vậy chúng ta thấy có cái chút xíu ý thức dựa dẫm vào thế lực quyền lực của cha mình ở Đức Phật không? Không. Cái đôi chân trần đó, cái bàn tay ôm bát đó mà nó rất là vĩ đại và nó rất là thiêng liêng. Thành ra Ngài không hề dựa dẫm vào cái nguồn gốc xuất thân của Ngài. Ngài về vương quốc trì bình khất thực theo cái truyền thống của Đức Phật. Ngài thọ trai chứ không phải theo cái truyền thống của sát đế lợi. Vậy cho nên cô mới nói từ đầu đó, cái bản lĩnh của Đức Phật không đặt trên cái nền tảng bản ngã. Chúng ta đặt trên cái nền tảng bản ngã nên mình không có bản lĩnh. Thành ra mình sợ hãi vô cùng. Thấy người ta giàu hơn, thấy người ta mạnh hơn, thậm chí có quốc gia lớn hơn mình kế bên, mình cũng sợ nó khùng khùng, nó thả bom mình nữa. Cho nên khổ lắm. Vậy thì là con Phật, mình noi gương của Đức Phật. Mình không có khiếp sợ, mình không có luồn cúi trước những cái thế lực. Chúng ta ở đây cô nói thêm một chút, tại mình đang ở Phật giáo Hàn Quốc. Phật giáo Hàn Quốc có một cái giai đoạn cực thịnh, đó là thời kỳ Silla, khi mà vương quyền nắm chặt tay với thần quyền. Gần như người con của vua vua hay là tể tướng mà có ba người con trai thì trong đó có một người nhất định là đi tu làm sư. Xuất thân quá là cao quý của quý sư đã phần nào làm cho Phật giáo chùa chiền trở thành Phật giáo quý sơ tộc, xa rời quần chúng nhân dân. Cho nên tới hết thời kỳ Silla thống nhất, bước vào thời kỳ Koro, có một sự phản kháng rất là mạnh mẽ trong cái nền ý thức hệ. Quần chúng muốn đưa Phật giáo gần lại với lại quần chúng, và không có phải là một cái ý thức hệ cao như vậy. Ở đây cô không có nói sâu thêm vì thời gian nó cũng hết rồi, nhưng quý vị phải biết rằng Phật giáo không nên, thần quyền không cần phải dựa vào cái thế lực thế quyền ở bên ngoài, không nên dựa vào cái thế lực vương quyền như vậy. Nó sẽ đánh mất đi cái giá trị, cái sự lấp lánh, cái giá trị không thể nào so sánh được của giáo lý của Đức Phật ha. Vậy cho nên dù là vua quan, dù là giai cấp cai trị, chúng ta cũng không cần phải đội lên đầu của mình như vậy. Mình nhớ ơn quốc vương, mình biết ơn quốc gia, đồng bào, tổ tiên, nhưng không có nghĩa rằng mình sợ hãi, khiếp nhược và đội bất kỳ cái chủ thuyết đảng phái nào trên đầu mình. Nếu có đội bất cứ cái gì trên đầu, chúng ta hãy đội trên đầu mình gì ạ? Tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Đó là tư cách tâm thế của một người Phật tử theo Phật. Được không? Đức Phật có sợ hãi trước thần quyền, vương quyền? Ngài có dựa dẫm cái thế lực nào đó? Ngài có mang cái chủ thuyết đảng phái nào ra để Ngài tuyên thuyết không? Không. Ngài chỉ có một cái đảng phái duy nhất của Ngài, đó là đảng phái giác ngộ và giải thoát. Ngài chỉ có một cái lý tưởng duy nhất của Ngài, đó là trái tim từ bi và cái trí tuệ vô biên của Ngài. Vì chúng ta noi theo Phật như vậy, là Phật tử chúng ta không có bài xích, chỉ trích bất kỳ một cái đảng phái, cái chính trị nào, nhưng cũng không khiếp nhược và luồn cúi hoặc gia nhập bất kỳ cái gì. Mà nếu thờ một cái gì trên đầu mình, lý tưởng của mình, đó là thờ Phật, thờ Pháp và thờ Tăng. Đó là ba ngôi tâm linh của chúng ta, đúng không? Đối với những cái hội chúng khác, những cái người mà khác với cái hệ, khác cái ý thức hệ tôn giáo với mình, thì chúng ta cũng không sợ hãi, mình dám tuyên bố cái chân lý trước thế gian, tại vì mình biết đây là chân lý của trí tuệ và từ bi, đây là sự thật. Bạn có tin hay không tin thì đó là nhân duyên nghiệp quả, cái căn cơ của bạn, nhưng mà lời của Phật dạy thì không có sai. Do đó mình bình tĩnh, bình thản, tự tin với một cái bản lĩnh, với một cái tâm thế là người con Phật, có cái giáo pháp trí tuệ và từ bi của Đức Phật, thì mình không có sợ hãi, được không? Rồi, cô xin dừng ở đây cái phần không sợ hãi của Đức Phật, và lần sau chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần khổ hạnh và phần cuối của bài kinh Trung Bộ này, kinh Đại Sư Tử Hống. Hôm nay là cô biết cô giảng có những phần là đi khá là nhanh, thì quý vị trong Zoom mà nghe không kịp, hoặc quý vị đang nghe Facebook mà chỗ nào không kịp thì có thể đặt câu hỏi, sư cô sẽ trả lời phần sau ha. Chỉ có kết thúc lại ở cái chỗ như nãy giờ cô nói đó, không ngoài cái khẳng định lại một lần nữa cho quý vị biết rằng cái vị thầy mà chúng ta đang tôn thờ, vị bổn sư đang ngồi ở đây của chúng ta là người như thế nào, rất rất đáng để chúng ta tôn kính và phụng thờ, và rất đáng để chúng ta tu tập và noi theo, đúng không ạ? Một lần nữa rất là thấy là mình may mắn, mình hạnh phúc, mình đầy đủ phước duyên khi mình là Phật tử, mình có mặt cho nhau ngày hôm nay. Với cái nhân duyên này, cô hy vọng là quý Phật tử luôn nuôi dưỡng những cái tâm nguyện đẹp, ý nghĩ điều lành, miệng nói điều lành và thân mình làm việc lành, thì ở đâu cũng bình an, đến đâu cũng hạnh phúc hết, đời này và cả đời sau, kiếp khác. Đó cũng là không ngoài mục đích quý thầy quý cô tạo lập đạo tràng, xây dựng chùa chiền để tạo cái môi trường cho chúng ta luôn sách tấn tu học với nhau, được không ạ?
Rồi, hôm nay là ngày đầu tiên quý thầy quý sư cô về chùa, cho nên cô sẽ cho quý Phật tử khoảng 10-15 phút đi vệ sinh giải lao rồi giải áo tràng ra, sau đó mình có thể quay quần lại với nhau khoảng 1 tiếng rưỡi để sinh hoạt với quý thầy. Quý vị có cái thắc mắc vấn đáp Phật pháp gì hoặc có những cái chia sẻ gì với quý thầy thì mình có thể chia sẻ. Nãy giờ có nhiều người ôm trong lòng rất là nhiều bó hoa hoặc là gì đó muốn tặng cho quý thầy quý sư cô đúng không ạ? Rồi bên ngoài cũng có rất là nhiều kinh sách và văn phòng phẩm Phật giáo, thì quý vị muốn thỉnh thì quý vị có thể ra để mà hỏi thăm. Rồi quý vị lần đầu tiên đến với đạo tràng thì có thể hỏi địa chỉ các cái khóa tu để mà được tham gia đạo tràng, tham gia nhóm Zalo, Zoom, Cao Talk của đạo tràng, cũng như theo dõi Base Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, theo dõi kênh YouTube để nghe pháp thoại, đó là Giác Vệ Hiếu, để mình nối kết cộng đồng tốt hơn, mình biết được hôm nào có khóa tu như nào, đạo tràng sinh hoạt như nào, được không ạ? Thì cô dành toàn phần còn lại dành cho quý thầy với quý Phật tử, được không? Rồi, giờ mình có thể nghỉ. Và trước khi nghỉ thì mình hồi hướng ha. Cô xin kính chào quý Phật tử trong Zoom đang nghe pháp online. Và hẹn quý Phật tử Chủ nhật tuần sau cũng 1 giờ chiều cho tới 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc, tức là 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa giờ Việt Nam. Mời quý Phật tử vẫn có mặt trong Zoom để tinh tấn học pháp tiếp với nhau. Phần cuối của bài kinh Đại Sư Tử Hống ha. Giờ mình hồi hướng nha.